này nữa làm sao leo lên. Cũng có cách gì đâu, nó cấm, cấm máy móc, cấm đủ. Cấm máy móc là sức. Tại vì nó là khu thiên nhiên sự, thành đâu có máy móc gì trong đó để mà kéo lên hay là gì, nó là cái đường thiên nhiên vậy đó. Đúng rồi, không có gì hỗ trợ những cái mình leo xuống ha. Cái thằng mà phá đường á, nó nói là cái này tụi em đánh chặt cái cây này là bằng để mình đi á. Chặt cây này là bằng rìu thôi chứ cưa vô thì dài quá không có chỗ mà cưa. Là phải chặt bằng rìu, phải sao cho lấy cái máy mà cái cưa máy không có chỗ. Nó không, trong này cầm mấy cái đó. Cưa máy mình có le rồi đó. Nó cầm máy mà. Mấy cái khúc cây nó dần dần nhờ mình đi mình yếu quá rồi. Tới đó mà leo lên cái khúc cây ngang bụng mà nó không có chỗ chui. Mình phải leo qua cái gì. Có sợi dây gì nó giúp cho mình nắm rồi đi cuốn từ từ không? Sợi dây cột. Rồi thằng đen nó đi nó lướt qua. Tức là từ bám vào từng cái cây, từng cái gì xung quanh đất đá vậy đó. Đi giống như hồi xưa ông đi. Tuổi nhỏ thì làm sao nhưng mà người lớn tuổi thì khác ha. Lớn tuổi mình lớn tuổi là tới tới cái bắp thịt mình nó nhả ra trong cỏ. Bắp thịt này giống như những cặp tông vậy ta. Mình ra lệnh nó không có quất. Không nghe. Mai mấy giờ mày đi đi hán nào? Năm hán nào? 5:40 bay xong rồi phải ra đó. Mày đi hán nào? Chang. Nhưng mà tao nói tụi bay thêm vô cho đúng rồi, nó bữa mà nó dậy. Nó không có cái gì văn minh trơn trời. Hả? Thì cũng có hai. Y và nó có hai cái tích cực lắm. Một cái là China Airlines là của Tài Loan. Còn cái Air China là của Tài Loan. Nhiều khi mình đâu có rạch. Giống như mình kêu Air Việt Nam với Việt Nam Airlines. Nhưng mà cái thằng kia là hoàn toàn Trung Quốc, Trung Cộng. Ủa má nó bị. Thì cá nhân từng người thì mình nói nhưng mà cái lời lối của nó vừa đồ đoàn của nó cái chiếc máy bay nó mới đó, thì bây giờ nếu mình nếu là đi phải lựa cái chiếc máy bay mới tại vì loại máy bay mới nó mình đi khỏe lắm. Ví dụ như mình đi giống như mình đi xe hơi vậy mà bây giờ ví dụ lên Bình Dương mà mình đi xe hơi mà nó lụp sụp mình thấy xa, còn xe hơi mà nó êm ru mới lạnh này chứ mình thấy gần cái gì máy bay cái gì A380 787 hay là 757 như vậy nó tăng sít rồi hả? Nó tăng sít ở Bắc Kinh chết rồi. Tụ tụi ta không ở đây không có làm tao chọn mấy tăng sít được tăng sít Đài Loan hoặc hắn chơi còn được hoặc là Nhật hoặc là Singapore ta ham rẻ ta đâu ngờ nó bự. Mày lên là nó văn minh. Cái thằng đó nó vô mà ta để cái quẹt á. Quẹt ta để trong cái sách đấy nó cấm. Mình giờ mà cấm mà nó đâu có cả thế giới đâu có chỗ nào cấm được quẹt mà. Cấm hồi xưa vô cái nó bẫy ra. Nó chỉ cái mở hết ra nó sổ hút ra. Nói gì đó? Kem đánh răng ta nó cũng mở mà rồi thuốc nhỏ mắt cho nó còn siêu mày, mở luôn mày xuống tăng xít rồi bảo Bắc Kinh tăng xít nó xét ta không thí dụ mình xuống rồi á thì coi như là đáp xuống tàu rồi thành ra khi mình xuống cửa này á thì nó ra nước tàu luôn còn không á thì nó qua đây rồi nó lên bay đi chỗ khác cái gì. Nhưng mà nó kể như mà đã vô nước tàu rồi thành ra nó vẫn qua một cái security thứ nhì. Nhưng mà ở Nhật cũng vậy, Đài Loan vậy. Nhưng mà nó làm dễ lắm. Nhưng mà cái đó mấy tiếng tại vì nó biết mình từ bay này qua bay này đâu có mang gì thêm đâu. Còn này nó xuống là nó check thì mình check thì mình nói. Nhưng mà cái lề lối nó check đó. Không? Mình nó để cái hộp nhựa. Ví dụ như là mình để cell phone. Hồi nào giờ là mình mua, từ khi mua mình xài mấy năm rồi, bây giờ mình cũng đặt nhẹ nhàng lấy cell phone bọc chặt. Mà nó cũng nói hỏi gì mình á. Xong cái cell phone bay vô rồi lấy máy chụp hình ra bọc
nhảy lên trên cái xe bông đi vô mệt mệt mà cái mặt xong rồi ta ghét nó thấy cái họ Nguyễn mình Việt Nam là một phần hai á là Mỹ là ta đều ghét là mày hai cái nó nói mình rời vô cái nó show ra nó kiểu là không có được đồ của mình á mình nó khám rồi mình lấy rồi nó chỉ cho là đồ nó gạt mà khi mà nó làm xong rồi thì nó đéo báo là nó làm xong mình cứ đứng hoài vậy thôi. Thôi đi thử là cái này là xong chưa cái hoặc bao nhiêu là trong rồi có nạn cái Mỹ đó, hả Mỹ đó, nó là xin phép nè cái này của ông phải không có dao kéo rồi gì cắt không nó không cho tôi mở nha rồi xin phép tôi mở xong đưa ra rồi cho nó là còn cái gì tao không nói giờ không còn nhưng mà tôi thấy cho tôi lấy ra ok cho ra lấy ra xong nói cái này là cái gì cho tôi mở nha rồi mở có nghĩ nó có quyền hạn quá cái kỳ Obama nó qua đó mày thấy không Obama nó qua mà nó ảnh hưởng với thằng đi đó theo thành á ừ là quá chừng ra cái chuyện của Obama qua mình tạo đó lúc đó gây ra một cái sự cố sự việc tức là mấy thằng kia không có được thì nói mấy thằng cấp dưới thôi chứ đó là nó muốn bảo vệ cái quyền của nó thôi.